Đang khuya giờ này mà em còn đi đâu vậy? Em đi công chuyện. Cái gì? Giờ này 1:30 đêm mà em đi đâu? Cô tưởng tôi bị điên hả? Em cô sao? Thằng này dư biết cô làm gì mà. Thôi đủ rồi, em làm vậy là vì ai? Thôi, em đừng nói thêm gì nữa. Tôi không có một con bồ là gái. Em nghe rõ chưa? Hả? Anh nói gì vậy? Thôi được rồi, coi như em không xứng đáng với anh, vì em là một con điếm. Mình chia tay đi. Đừng có quy chi anh ngồi đây, là lòng theo bước em ra đi. Ngày đã cùng chúng đôi nơi con phố ấy, ngày nào đôi ta có nhau. Chưa tin đôi thôi anh ơi, bao đam mê này, ánh mắt ấy bao đau thương anh còn đông lại. Nơi chút sâu trong tim, chút sâu trong tim, thà rằng ta không quên biết nhau thì hơn. Nếu ta còn yêu xin em đừng đi, hãy quay về đây với câu yên ly. Hoàng vui người nào có bóng em yêu không rời xa, một ngày nào đôi chúng ta lại gần nhau. Xóa bao yêu thương một ngày về đây, chỉ do ta không thể nào hiểu nhau. Vậy thôi đừng có bên nhau thêm đau, rời xa để mỗi trái tim được bình yên. Lời nói đã nói đã làm em buồn phải không em? Giờ chờ anh xin lỗi người ơi, bao giờ hai trái tim lại kề bên nhau và cả hai đều sai. Đến khi nào đôi ta tới ta thì ta sẽ quay về cùng nhau. Với nhau chỉ là một cái cớ, đợi chờ chờ đợi anh cứ vọng mãi mơ, con tim dại khờ chót để quên. Thì bây giờ em nên nỡ tạo ra một cái cớ cho em với ai kia, với ai kia, dù cho là người đó đáng tuổi bố em. Cho em được những gì là tiền hay là tình hay là em cần khí, anh đều có thể cho em được mà. Dù cho là em có muốn lướt qua đại dương sóng gió, anh vẫn có vượt mà. Hay là em nghĩ anh chỉ là một thằng nói mà không làm, chỉ dựa vào em ăn bám từ những đồng tiền mà anh không làm. Nhưng có bây giờ anh hứa với em mà anh không làm, tình cảm này đó em đã thề với anh nhưng mà sao em không làm. Hít thật sâu, thở thật lâu, biết bao cứ thời giờ ở vực sâu, nhớ lại kỷ niệm sao nó thật đau, có một chút cảm giác gì đó cần nhau. Hít thật sâu, thở thật lâu, biết bao cứ thời giờ ở vực sâu, nhớ lại kỷ niệm sao nó thật đau, có một chút cảm giác gì đó cần nhau. Nhưng nếu ta còn yêu thì anh xin em quay về đây, đừng nói ta còn yêu nhưng mà em sẽ đi không về đây. Ta không thể nào hiểu nhau, vậy
thứ đừng có bên nhau thêm đau. Rồi xa để mỗi trái tim được bình yên. Tại với nhau chỉ là một cái cớ đợi chờ anh cứ bỏ tay vô con tim dạy khờ. Chắc để quên những bây giờ sẽ sợ tạo ra một cái cớ cho em. Bên anh kia, với anh kia như là người đó đang tuổi vô em. Cho em đừng giữ như là tuyệt hay là thân hay là em cực khí. Anh đều có thể cho em được mà. Dù như là em có muốn đứng qua đại dương sông do anh cũng có vượt mà. Hay là em nghĩ anh chỉ là một thằng nói mà không là. Thì dựa vào em ăn bán từ những đồng tiền mà anh không là. Nhưng có bây giờ anh muốn với em mà anh không làm. Tình cảm này đó anh liên hệ với anh nhưng mà sao em không làm. Hết thật lâu, thở thật lâu. Biết bất cứ thời giờ ở phần sau. Nhớ lại cái niệm sau đó thật lâu. Có một chút cảm giác gì đó cần nhau. Hết thật lâu, thở thật lâu. Biết bất cứ thời giờ ở phần sau. Nhớ lại cái niệm sau đó thật lâu. Có một chút cảm giác gì đó cần nhau. Nhưng nếu ta cùng điều gì anh thích ấy. Goodbye, say one, un mi población. Yeah, rap the aim.com, huh? Gal Wayne Production.